giữa U80 và U20. Chuẩn U15 bị. rồi. Cuộc chiến bắt đầu. Kim chiến 2 3. Bốn chú ếch đang giành những quả trứng. Bàn tay U80 đang điêu luyện giành từng quả trứng về. Đây cổ động viên ngồi cười quyết liệt. U80 chăm chỉ. Chuẩn bị tổng kết. Rồi thì thua. Rồi. Bé U15 rồi, điểm ra nhiều. Chín hậu. Chín hậu. Mà cũng U15 cậu. Quá dữ. Đội chiến thắng là cũng U80. Tiếp tục lượt 2. Chuẩn bị. Đã lượt về. 2 3. Chơi quá hay. Chơi là nó thua bán chứ. Tổng kết lại rồi. Ừ. Thôi, con sáu chết chó đi. Ở trời với trời này con trời. Có năm cậu coi điểm rồi. Chơi sao hư con nhỏ rồi. Chính nọ. Rồi còn chiến thắng quá dữ. 2-0.